Ê ơi, sắp 12 tháng rồi. Còn mười mấy ngày nữa là 12 tháng rồi. Còn mấy ngày nữa là 12 tháng rồi ba ơi. Nay được đi xe rồi. Xin mời khách hàng Bùi Đức Huy, Lê Gia Huy vui lòng đến bàn theo dõi sau tiêm để được kiểm tra. Xin cảm ơn.